Chúng mày có nhìn thấy cái gì không? Qua đây nha. Mau lên cướp cho tao. Oh no. Chúng mày là thằng nào? Mày không cần biết tao là ai. Mau mang kem đây. Mày mà không mang ấy, đừng có trách tao. Kem của tao á? Không. No. Mày nhớ tao đấy. Đại ca. Có lấy được tiền của nó nữa không? Em không xem đại ca. Hai thằng ngu này, đi ra xem lại. Vâng đại ca. Nó đi mất rồi. Về thôi. Đại ca, nó chạy đi mất rồi. Hai thằng ngu, đi về. Cướp, chúng nó đã đánh tôi. Tại sao chúng lại đánh anh vậy? Chỉ vì bọn chúng muốn lấy hộp kem của tôi. Được rồi, tôi sẽ giúp anh đưa tôi đến đấy. Được rồi, cô mau đi cho tôi. Nếu tôi không nhầm, đây chính là căn cứ của bọn chúng. Đúng là bọn chúng kia rồi. Được rồi, anh mau tìm chỗ nào lấp đi, để tôi xử lý. Vâng. Đừng đuổi đại ca. Chúng mày lên, vô đại ca. Hey, đuổi theo. Đại ca, thằng kia chết rồi. Nó đâu? Nó bên này. No.
Grrrr!